Có một câu hỏi mọi người rất là quan tâm, đó là sau khi mỡ được đốt cháy thì nó sẽ đi đâu? Có một số việc ở trong cuộc sống mà khi nó biến mất làm chúng ta vui vẻ, mỡ là một trong số đó. Và mỡ chính là một thành phần cấu tạo quan trọng của cơ thể, và nó tạo ra tất cả những cái cấu trúc của màng tế bào, cấu tạo là thành phần quan trọng của não và nhiều những cơ quan khác. Nhưng mà khi mà nó tích trữ ở cái dưới dạng mỡ dưới da quá nhiều hoặc mỡ nội tạng thì vừa gây nên bệnh tật cũng như là làm cho cái hình thể của chúng ta xấu đi. Và rất nhiều người họ quan tâm là mỡ đi đâu. Và thật thú vị, bởi vì những cái chuyên gia dinh dưỡng hay huấn luyện viên họ cho rằng là không hẳn tất cả mọi người đều biết được cái đường đi của mỡ. Và 50% họ cho rằng là nó sẽ được ra ngoài dưới dạng nhiệt. Thế nhưng mà không phải. Tại vì cho dù nó tồn tại ở dạng nào đi chăng nữa thì nó vẫn phải tuân theo một cái quy luật rất là quan trọng trong cơ thể. Đó là cái quy luật bảo toàn khối lượng. Nghĩa là tất cả những cái vật chất cho dù nó ở dạng nào thì nó vẫn phải có cái sự cân bằng, là đầu vào nó phải bằng cái đầu ra. Vậy thì khi mà mỡ được đốt cháy, thực sự là những cái phân tử CH và O sẽ được bẻ gãy theo một cái nguyên tắc nào đó, và rồi nó sẽ tồn tại, chuyển cái dạng tồn tại. Thế nhưng mà bạn biết không, tất cả những cái khối lượng đó nó sẽ được thở ra bên ngoài. Có nghĩa là các nhà khoa học từ Đại học New South Wales họ phát hiện rằng là cái phần lớn những cái lượng mỡ phát ra là nó được từ cái dạng thở. Ví dụ đốt cháy 10kg mỡ sẽ cần 29kg oxy, sau đó nó sẽ tạo ra 28kg CO2 và 11kg nước. Như vậy thì để đốt cháy 1kg chất béo trong cơ thể thì hơn 80% nó sẽ mất dưới dạng khí CO2 mà các bạn thở ra, 20% nó sẽ ở dạng nước từ tuyến mồ hôi hay là có thể là do bạn khóc nữa. Và khi mà bạn tính toán thì đảm bảo nó sẽ có sự cân bằng 10kg mỡ cộng 29kg oxy tạo thành 39kg, 28kg CO2 cộng 11kg nước cũng là 39kg. Cho nên từ bây giờ trở đi, cứ mỗi lần mà bạn làm gì, bạn đi đâu, hãy nhớ rằng là từng hơi thở của bạn, 80% lượng mỡ đốt cháy nó sẽ được thoát ra qua đường đấy. Và ngoài ra nó còn được thoát ra qua dưới làn da của bạn. Vì vậy hãy yêu thương hơi thở và làn da của mình nhé.